nhất là nó không có chạy cái vali của mình, thứ hai là nó bảo vệ cái hành lý của mình nó không có bị bể, nó không có bị bung cái sẵn tia của dây kéo vali nè các bạn. Cái nguyên một cái rô, một cái cây bọc ráp này nè, nhiêu tiền anh, hai mấy đồng anh? 27 đô á. Xã mình mua ở chợ Home Depot, nó rất là tiện luôn, để bảo vệ cái vali của mình mà cũng bảo vệ cái hành lý của mình luôn nè. À, mình cân đủ ký đủ bao là mình bao phủ lại thôi, mình đi cân hành lý thì nó không có kiểm duyệt kiểm xét gì đâu, mà tùy theo cái hãng máy bay với tùy theo cái nơi cái vùng mình ở bên Mỹ nữa. Nhưng mình đi đường bay của Hilton thì nó không có xét, nó chỉ cân hành lý của mình thôi. Đó, rất là tiện lợi luôn. Thôi bây giờ đã bao phủ xong hết 11 thùng luôn. Gia đình mình đi 10 thùng mà giờ đẻ ra thành 11 thùng. Thôi bây giờ còn ngày mai nữa là lên đường thôi. Mong là mọi sự đều được suôn sẻ. Rồi, đây là những cái thùng đồ của gia đình mình chuẩn bị lên đường thôi cả nhà ơi. Bè đó, mọi thứ đã xong hết rồi. Thì bây giờ mình đi ra xe, mình chất hành lý lên xe để mình đi qua Houston, ở sân bay Houston. Gia đình mình tới sân bay Houston ngày hôm nay, rồi tối nay mới có ra, mới có check in để vô máy bay. Rồi bây giờ anh xã mình rinh ra xe để đi thôi. Cầu mong cho mọi sự đều được suôn sẻ và tốt đẹp. Rồi, hành trình mình đi tới đâu mình sẽ quay, mình chia sẻ cho cả nhà xem ha. Cả nhà hãy nhớ theo dõi để ủng hộ kênh ha. Tina xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, Tina bây giờ đã đến sân bay Houston rồi. Gia đình Tina đến đây cũng gần 8 giờ, còn 5 phút nữa 8 giờ rồi cả nhà ơi. Trên con đoạn đường đi của gia đình Tina rất là gian nan luôn. Lái xe từ ở nhà của Tina mà đi lên tới sân bay là 6 tiếng mấy cả nhà. Bình thường là chỉ có 4 tiếng rưỡi là từ nhà của mình lái lên Hồng Kông 4, là ngay chỗ khu vực chợ người Việt Nam, trung tâm của Việt Nam có 4 tiếng rưỡi thôi. Mà hôm nay lái gần 6 tiếng mới tới đây cả nhà. Tại vì sao? Tại vì bị trời mưa. Trời mưa quá nhiều luôn cả nhà, trời mưa lớn rồi bị kẹt xe, kẹt đường. Cho nên tới Houston là mình đi ăn uống, ăn một cái miếng gì đó để dằn bụng, rồi mới chạy đến phi trường. Thì đến phi trường giờ này cũng gần 8 giờ, nhưng mà mình vô cái chỗ mà cái cổng mà mình để mình kiểm tra hành lý để mình đi xuống máy bay thì mình lại mình hỏi á, thì mấy cô tiếp viên á nói là 9 giờ mới mở cửa cái hãng của mình đi. Thì lúc đầu tiên mình nói là mình đi tới đâu mình sẽ quay cho cả nhà xem để tìm hiểu cái cảnh đoạn đường mình đi cho cả nhà xem cho vui, nhưng mà mình không có thể nào quay được tại vì lý do bị trời mưa với bị kẹt xe. Phải tranh thủ đi chứ để không thôi chạy nãy chuyến bay cả nhà, cả nhà cũng thông cảm nha. Rồi bây giờ gia đình của Tina đã vô sân bay rồi, nhưng mà mình phải chờ, mà chuyến bay của mình là 1 giờ sáng, mà bây giờ mới có 8 giờ, gia đình mình tới đây rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình chờ nó mở cửa rồi mình sẽ check in hành lý xuống máy bay. Đây là những cái hành lý của gia đình mình đây, quá nhiều luôn cả nhà ơi. Gia đình mình đi 5 người, 10 thùng, nhưng mà bị lú 1 thùng thành 11 thùng. Rồi còn những cái xách tay và cái hành vali nhỏ để mình xách tay và những cái ba lô mình xách nữa cả nhà, tổng cộng cũng 10 mấy thùng đó cả nhà. Rồi bây giờ Tina xin tạm dừng một chút xíu ha. Khi nào mình xuống máy bay và mình check in, mình sẽ quay tiếp tục chia sẻ với cả nhà, coi có suôn sẻ hay không, có chuyện gì may mắn hay không cả nhà. Cả nhà hãy nhớ đón xem ha. Tina đi đến đâu Tina sẽ quay chia sẻ đến đó. Mong cả nhà hãy theo dõi và ủng hộ kênh cho kênh phát triển nhiều hơn nữa ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ mình hẹn một chút xíu nữa ha. Rồi bây giờ sau bao nhiêu tiếng chờ đợi thật là vất vả cả nhà ơi. Gia đình mình đến đây từ lúc 8 giờ mà bây giờ 12 giờ 20, mấy sắp hàng để xuống máy bay, đang chuẩn bị xuống cả nhà ơi. Rất là vất vả luôn, rất là cực luôn, tại vì mình ở xa đó.
cho nên mình đi tranh thủ phải đi sớm, mà đi sớm á, cũng bị mưa, bị kẹt xe, rồi chắc hành lý á, cũng cái số lượng nhiều á, cho nên mình kiểm tra hành lý của mình cũng rất là lâu luôn, rồi á, mình cũng không có gặp được may mắn nữa cả nhà ơi. Những cái hành lý xách tay của mình á, giống như cái vali nhỏ đó mà mình cân á, nó hơn ký á, mình phải ký gửi, mà cái sự ký gửi á, nó không có lấy tiền. Hôm nay nó có cái sự ưu đãi cho khách hàng là hành lý mà cân hơn 7 ký á, thì phải gửi. Cái chị người Việt Nam chị rất là dễ thương, chị nói chị sẽ giúp cho mình không có lấy tiền, mình phải gửi đi 4 cái hành lý nhỏ hơn 7 ký thì không có lấy tiền, nhưng mình gửi. Nhưng mà mình không biết cái hành lý đó của mình có gì tới Việt Nam để mình nhận hành lý không cả nhà ơi. Cả nhà hãy đón xem ha, về tới sân bay Việt Nam như thế nào, có lãnh được cái hành lý của mình hay không. Rồi bây giờ gia đình của mình sẽ xếp hàng để kiểm tra vé để đi xuống máy bay. Đúng là thật là vất vả luôn. Bây giờ 12:20 rồi, mình đợi tới 4 tiếng mấy lần nữa cả nhà. Bây giờ mấy đầu bắt đầu đi xuống nè. Đây là hai đứa con mình nè, con trai mình và con dâu tương lai của mình. Nó là người Mỹ luôn, lần đầu tiên nó về Việt Nam với mình luôn đó cả nhà. Thì trong cái hành trình sắp tới này mà mình về Việt Nam, mình đi đâu, mình làm gì, mình sẽ quay cho cả nhà xem và biết ha, để tìm hiểu thêm cái thông tin mình có đi đến đâu. Con dâu Mỹ mình thì lần đầu tiên về luôn, không biết chị về Việt Nam chị như thế nào đây, ra sao đây. Chị hiện tại gì chị rất là xôn xao mà rất là háo hức luôn, không biết cậu về Việt Nam có chịu được cái sự nóng nực ở Việt Nam không cả nhà ơi. Đây là bạn gái của con trai của mình đó. Hi Blackley, hi, say hi đi. Hi, hi. Mẹ chồng của mình cho nên phải đi theo. Có cái cô tiếp viên đang chở mẹ mình, chở mình đi xuống. Người đang đi xuống để kiếm chỗ góc của mình ngồi nè. Quá đông luôn á cả nhà ơi, gặp rất là nhiều người Việt Nam luôn. Gặp mấy cô rồi cũng về tới Sài Gòn đó. Nhiều người dễ sợ hơn. Cô này đang mệt nè, đang lấy hành lý. Rất là nhiều người Việt Nam luôn. Chuyến bay này 1:20 mà giờ 1:20 rồi, hành khách chưa có xuống xong, chưa có vô ghế ngồi cho thứ tự nữa nè cả nhà. Cái này là cái đồ nghe lỗ tai nè, để lên lỗ tai nghe nè, cho được một cái này. Cái rửa tai, sanitize và cái mền để bắt. Bây giờ lái được máy bay, bay được một tiếng mấy rồi cả nhà ơi. Giờ có món ăn, đứng ăn gì đây để mình vui ra ha. Bây giờ ăn rồi, ai có cơm, thank you.
đây. Cà chua. Và có hổ bánh mì. Trái cây. Mày chắc cà kem. Mời cả nhà ha. Tới Taiwan rồi, mình tới Đài Loan rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ mình đang đứng đợi mẹ chồng của mình, nhân viên nó sẽ chở dắt mẹ chồng mình đi ngồi lên xe lăn. Rồi mình sẽ đi theo cái xe lăn này mà đi đến cái sân bay kế tiếp từ Taiwan về Việt Nam, từ Đài Loan về Việt Nam. Mà mình rất là thích cái hãng IVA này, nó rất là chu đáo cho mấy người già luôn. Nó sắp xếp cho những người già mà ngồi trên xe lăn mà đi không được á, nó sắp xếp mọi thứ cho mọi người đâu rồi đó hết rồi, nó mới đẩy đi tới cái chuyến bay kế tiếp. Mình sẽ quay cho cả nhà xem nè. Đây là những người già ha, mà không đi nổi, mình mua cái vé để cho nó có nhân viên nó đẩy cho mình nè. Đó, bây giờ nó chuẩn bị nó đẩy nè. Rồi người quen, thân quen đi chung á, đi được một người. Đó. Tina xin kết thúc video. Bây giờ những nhân viên, những tiếp viên của hãng hàng không Đài Loan sẽ đưa những cô chú lớn tuổi ngồi trên cái xe đẩy này đi tới cái cổng kế tiếp. Thì mình xin kết thúc video. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe. Nếu yêu quý cái video này, đừng quên nhấn đăng ký, like, share, nhấn cái chuông để tiện theo dõi video kế tiếp của mình, hành trình về Việt Nam. Thì bây giờ mình xin kết thúc ha. Thì mình về Việt Nam mình sẽ nhận hành lý như thế nào, có đủ hành lý hay không, và có đồ đạc gì thất lạc hay không, rồi mình sẽ chia sẻ cái video kế tiếp. Mong quý ông bà cô chú theo dõi hành trình mình về Việt Nam 6 tuần để xem cho vui ha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại video.